Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video này tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 375 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2020 này các bạn nhé. Chiếc xe lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Bên ngoài chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Lốp thì rất là dày, cả dàn lốp đều rất dày các bạn nhé. Đấy, xe này là sản xuất năm 2020. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương rồi các bạn nhé. Đấy, toàn bộ này, nội thất bên trong rất đẹp này, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, toàn bộ về cái phần nội thất đều rất là đẹp đây. Cửa gió điều hòa cho hai ghế ngồi phía sau có hết rồi các bạn nhé. Đấy, cúp sau này đều rất đẹp luôn. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn các bạn này. Đây, chiếc xe được sản xuất năm 2020 này. Đấy, vô lăng tích hợp các phím điều khiển rồi. Đấy, nội thất đều rất đẹp luôn. Toàn bộ về cái phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Mở cái nắp capo lên này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản luôn này, máy móc nguyên bản. Ốc chân máy này, nguyên hết luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đều rất đẹp luôn này. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là nguyên bản này, rất mới luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent 2020 phiên bản số sàn này các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gài chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã.
Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.